bạn đấy không bị thay để bữa sân mà nhẹ ý nghĩa nó bị thay nhẹ ý nghĩa sai bị thay cho nên việc hiện đi mà bị thay vì muốn chặt dương cho nên khi ấy việc hiện thời chẳng gì là ngày rừng thường nhiên dương trong bà open lục chạm được toàn mà mới lục ôn giang được thuyền bên lư cái cùng riêng chẳng ấy không nhà rau nhà mày đã cần đọc có đua nhòa chóng rồi còn nhòa phẩy mà xong chơi mà vậy tới tiện tâm ca cùng riêng bọc kia đấy còn mà đa là xa khi ông bị bọn lục mưa tiện bay thì hơi khi ở kia kia là tiện thay đây lại bảo chứ nó có cái là chân khi mình mới đặt cái tập này bộ nên nó có tên nó bị ban nhà người ta đây khi ông ban cho kiện nghề kia tăng vị nam vị quan một thầy quy máu chạy nghề kia và tay khi ông ban là xô với dậy ở cái ban nhà đang mong cùng riêng riêng kia thầy chưa mình toàn bán mong đuôi thì này đấy nhé thôi à hướng này nó khi ông ban vào đó ông ban thấy xong cho mình tiếp cho khi ông nghe đó theo trước đây ở muốn đứng vào ai cả sao thì mà đứng hơi vì đứng việc thực hà chú anh rồi còn ca sao chỉ chia được có tiền kia xem nữa chưa lừa thằng đây đã bỏ việc thì đứng hơi cho ba cùng mát nó đã được ngon cái tiết hàng này nhông nhông ở cái ăn uống khác trong thằng mười con trai anh có phải không chơi để chào tay ta chơi nữa ăn nhập viện nhiệt kia vẫn không vỡ phán là một châu đúng đúng không vỡ phán này hay là phim là tiếng bay là tiếng đơn thân chụp đẹp thì kia vậy đọc phim nó bắt dương chồng mà hơi bị chat chỉ là nặng một cuốn màu đọc bị chat chỉ là nặng một cuốn luôn bị chat ban nhạc là từ nia kia bị chat được biết ao dương nó cái miếng trong xây xây nhé ao dương nó trong tuy nhiên ban vì thay nó xa từ vì chắc là nó vì là việc vui ở dương nó luôn luôn đó việc xa lối bên chân dương trên tới chúng ta phải đặt nam tướng như đây ta vừa nơi tu nam nó sẽ đặt nia việc nặng phạm diệt chuẩn chân lại nó trong mặt tay qua được môi bia đây bị cuốn theo mặt đây ta là miền là cũng nứt ai để thua vị trí trong mỗi vụ anh tê hỏi về năng hơi đẹp trong kết quả năng của này việc rơm chú bài thuốc bài gian là bây giờ dương miền quạt virus miền quạt trao là bây giờ miền tổ quay dùng nhạc phun này nó bị chấn bị chơi rừng thóc tiêu hoặc nặng quạt chơi chôn này cái tay đẹp bật từ lơ nó sụp răng nó o lồng ngọc từ tụ bàn chụp chơi tay bởi trong cuộc nhóm cứ trong tha phụ nó quả chơi cuộc nhóm mà chúng nên khả năng ấy vì chúng nên những cụ biến chúng mới đằng nông sân mặt nặng hai học sinh nhẹ những đằng sân ô sạc quạng chấn trong chừng nào mà cây sang sân nhẹ mà tôi thì mua dương anh biết bao nhiêu quay đúng không nhưng trong cái tha chứ kìa dưới đôi chuyện mình đưa mình nghe đại thà dưới mình áo cha đấy còn tại còn là dưới dưới mình phục hết chứ dưới ngọn nhân nhớ cho cuộc ông anh tây bà bộ cũng chưa được ba hà xong áp quần bạc là vẽ con đường quanh hà đường đấy xong lực chặt bom ôn ở sọc thầy nhưng tha vẽ con đường của cái nạp bạc chỉ chuẩn đại với mọi sọc thầy nữa nè nhưng ta dương cùng đại chất đại dương cùng đại chất đại lòng khai biết đấy có nhóm trong lớp nó trong thay đấy chúng mình luôn tham một phần chết buồn cho năm này còn tay vì đã tham một phần là can côn không máu ở đây mình ở trong ta khai tụ cái nắp bạc thì chuẩn màu đỏ sọc thay thứ ba thế vậy ở small trong đấy chúng mình lúc tham phần nào là bảo mua đào thế này lúc tham phần là lưu lại nào buồn nông tráng có mua là từ này nhớ chắc này nhưng mà nào dương công khai mới bình mình mới mua trong thay mới không small đâu dương này nè luôn không small trên dương tiền dương chỉ chuẩn việc luôn chứ miền ca tự tua khâu trâu miền ca tận đi ấy sao bắt tập hiệp đầu du ẩn tại phụ biết máu khâu sao này chứ miền ăn miền ấy cù cùi vào đó mới vào ta rồi lấy những lấy lá đó này mà nó rồi ra khi ông đâu vui lúc khao con không nhưng đâu vui lúc khao con trâu chơi như là đây này máu đẹp lắm trâu đài này này và chắc là dân châu lao và thiên là bật dân mà đòn ผมมาบางคนผมไปจูเซียมันเนี่ยมวยเนี่ยมวยไอ้ที่ผมเป็นประมงคนเรียนเราไทยเอาการเอาไอ้ที่นะก็ท่ามาสโลว์ไปกี่ชวนยังมาเกี่ยวมาไปยังชื่อยังไปยังไม่กล้าต้องน้องมาเกี่ยวไปชื่อกล้าไหมน้องไม่กล้าไปเหมือนน้องยังเลือกจะจังไงว่าไอ้แล้วมนต์ดังโจดาวประเทศอับบัดยืนนักยมสมานงานจักคลิปวิดีโอระบบลูกจันมันนี่ได้เฮาป้องโดยเจียนเอียนมอดเฮาลูกว่าลูกจันมณีนี่เตาแคบนะโดยลูกกังปอนมันจะแคบแจ้งกังปอนบาดจะส่งบอลมือต่างอ่ะครับไอ้กับเพลย์จูเซียช่วยคอมเมนต์ช่วยโจดโฟโลกีฮะตัวฟอร์สองโดยอาบตาแคนาดามือมันเนี่ยมือเนี่ยมือป้องไม่พอดอกำลังจันเอากรงกลางเงี้ยกับโดยจีวีคอมเมนต์มาส่งจึงไปไหนความรู้
ឬស្រេងបងបាទឪពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញសកម្មភាពរបស់លោកច័ន្ទមនីហៅអាឆែបនៅបងប្អូនយើងណាគាត់ទៅសេរថាច័ន្ទមនីហៅអាឆែបបាទពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍រឿងប្រទេសជាតិរបស់យើង CLV នឹងខាត់ដៅក៏គប់ហើយមានការបកស្រាយខុសៗគ្នារវាងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមុនបងហ៊ុនសែនអួតខ្លួនថាខ្លួននឹងជាអ្នកផ្ដើមគំនិតជាអ្នកបង្កើតដើម្បីឲ្យចូលសម័យសមារណកម្មចូលគ្នាបង្កើតតំបន់ត្រីកោនដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យខ្មែរនឹងវាអត់មានអីណាសមត្ថភាពសមត្ថអីផ្ដាល់ឲ្យយួនផ្ដាល់ឲ្យអីអភិវឌ្ឍអីហើយហ៊ុនម៉ាណែតក៏វាធ្លាប់លើកឡើងចឹងដែរប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគេឃើញអាឈៀងហ៊ុនចេញមកអាឈៀងហ៊ុនចេញមកថាអត់ទេថាអត់មានធ្វើអីទេតែឃើញគួយខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនឈៀងហ៊ុននិយាយមកធ្វើដូចលីលើអត់ដឹងខ្យល់អីទេអត់ដឹងថាមេខ្លួនឯងនឹងនិយាយឆៃអាម៉េចអីអានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់នឹងនិយាយថាម៉េចអានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងនឹងនិយាយថាម៉េចឈៀងហ៊ុនវាអត់បានស្ដាប់ឈៀងហ៊ុនមកចេញមកថាអត់ទេខ្មែរនៅតែធ្វើរបស់ខ្មែរយួននៅធ្វើរបស់យួនអត់មានមកអត់មានមកស្ទីណាចូលគ្នាស្អីណាឈៀងហ៊ុននិយាយចេះវិញណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងជូនទៅលោកអូនយ៉ាងសិខឿនមុនលោកអូនយ៉ាងសិខឿនតើច័ន្ទមនីហៅអាឆែបហ្នឹងទៅខេត្តតំបន់ហ្នឹងគឺទៅគូលបំណងហ្នឹងណាលោកមើលប្រតិកម្មតិចតិចថ្ងៃនេះបើឱកាសឲ្យខ្លាំងខ្លាំងបានចាំមិនក៏បានបាទទុំជិតបាទនេះសួរថាថ្មីឲ្យសុំកុំកែកានលើពីតែខ្ញុំនិយាយទៅបើសិនជាមានការជួសជួសជួសជួសបាទសុំកុំនឹងការកែកានពីគួរនេះខ្ញុំសុំខ្លាំងខ្លាំងតិចណាតាក់ទងឲ្យលោកច័ន្ទមនីនេះគឺជាសេណារីយ៉ូដែលគេរៀបចំឡើងទេបាទយើងមើលកន្លងទៅឆ្នាំទៅគឺក៏នៅក្នុងខែហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែននេះនៅចុងឆ្នាំតែងតែវាមានអវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបើយើងនិយាយទៅវាចុងឆ្នាំគឺថាវាដាច់សេដ្ឋកិច្ចលុយអញ្ចឹងចំណាយលុយវាអស់ច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេតែងតែប្រវាយព្រឹត្តិការណ៍នៅចុងឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅក៏លោកចាន់នីចេញនៅព្រឹត្តិការណ៍ចុងឆ្នាំដែរដល់ពេលដើមឆ្នាំទៅគឺបាត់ទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានេះគឺជាការរៀបចំរងតែរៀបចំហើយយើងមើលតាក់ស្ដាយដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសនិមន្តនេះនិមន្តជាងអាយដាំសម្ដេចសង្ឃចាន់នីទៅហ្នឹងគឺតែមិនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍កុំឲ្យជាប្រវត្តិចាប់អារម្មណ៍រឿងយើងរឿងបដិសេធនឹងគម្រោង CLV ហ្នឹងណាប្រឆាំងគម្រោង CLV ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺឲ្យជួយអារូបសង់ចាំនេះហ្នឹងទៅរំលងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីជាប្រវត្តិយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះយើងឃើញថាលោកតែបាក់ផ្លិតនេះបើសិនជាវៀតណាមវាអួយសោកដោយសារវាឃើញជាប្រវត្តិយើងមានការជឿដោយអតិជឿដោយមានការអេរីពិចារណាជឿដោយថាមានការឆ្លៃជ្រាវណាជឿដោយមានជឿលក្ខណៈទ្រឹស្ដីប្រពុតហើយក៏វាជារឿងខុសនៅសាសនាដែរតែលោកសង្ឃចាន់មនីកាន់សាសនាប្រពុតក៏ប៉ុន្តែខែហ្នឹងគឺជាខែចូលវស្សាប៉ុន្តែលោកសង្ឃមនីចាន់មនីហ្នឹងបែរទៅជានិមន្តណាធ្វើសកម្មភាពឃោសនាអានេះវាតាក់ទងទៅនឹងយោបាយពីព្រោះតំបន់4ខែហ្នឹងគឺគម្រោង CLV ដល់ពេលអញ្ចឹងលោកសង្ឃទៅក្នុងហ្នឹងគឺតាក់ទងគឺខុសប្រពុតសាសនាទាំងស្រុងអញ្ចឹងលោកនេះមិនមែនជាលោកប្រពុតសាសនាចំទួទេគឺលោកហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាយចំទួហើយដោយសារវាអង្គច្បាប់ពីនៃពុទ្ធសាសនាក្នុងរដូវកាលចូលវស្សាបាទវាមានរយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺលោកមិនអាចនិមន្តយាងចេញពីវត្តបានទេក្នុងរដូវនេះអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងគឺវាជារបបដេឆានមួយដែរតែយើងឃើញប្រយោជន៍យ៉ាងច្បាស់ណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺដើម្បីប្រម៉ែដានស្ថានភាពនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនទេបើមិនជាលោកហ៊ុនសែននឹងបង្កើតយ៉ាងទេព្រឹត្តិការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការនៅការរើបំរាស់នៃប្រជាជនខ្មែរដែរទៀមទាមិនថាក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសទេអញ្ចឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងប្រវាយស្ថានភាពហ្នឹងគឺឲ្យប្រជាជនហ្នឹងវាលែងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើគម្រោងដែលយើងបដិសេធមិនគាំទ្រគម្រោង CLV ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងទៅហ្នឹងទៅឃើញការអ្នកដែលក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏លែងមានអារម្មណ៍មួយគឺផ្ដោតទៅលើលោកចាន់មនីហ្នឹងលែងខ្វល់ពីអ្វីដែរត្រូវធ្វើទៅមុខទៀតអញ្ចឹងវាប្រវាយរឿងប្រវាយព្រឹត្តិការណ៍តាមការពិតព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺតែយើងត្រូវលាយហើយណាហើយនឹងសួរថាលោកទៅធ្វើស្អីណាបក់ផ្លិតយួននៅមុខវាំងបក់មិនអស់ក៏ចាំបាច់ទៅបក់ដល់រដ្ឋនគរីមណ្ឌលគរីស្អីកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចង់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំបាច់អីទេទៅបក់ផ្លិតនៅមុខវាំងទៅលោកហ៊ុនសែននិមន្តទៅឲ្យធ្វើពិធីបក់ផ្លិតកន្លែងហ្នឹងឲ្យអស់ទៅយួននៅពេញហ្នឹងទៅផ្សារណាតាមចូលហ្នឹងទៅវាអស់ចានណាតែបាច់ចាំទៅបក់ដល់រដ្ឋនគរីមណ្ឌលគរីចេះស្ទឹងត្រែងនៅខេត្តទាំង4ហ្នឹងទេប៉ុន្តែទៅហ្នឹងគឺជាការសំដែងណាឲ្យយើងបញ្ជាក់ឃើញថាជាជនខ្មែរដែលចូលរួមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែគាត់ទៅហ្នឹងយើងមើលស្ថានភាពផលហ្នឹងមានជីវភាពខ្វះខាតណាវានិយាយទៅយើងទទួលបានក្នុងការដឹកនាំ40ឆ្នាំយើងមើលអាគុណធាន
មនុស្សដែលនៅតំបន់ហ្នឹងគាត់មានការលំបាកការខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចផ្សាយដល់លើពិភពលោកឲ្យបានដឹងដែរថាការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺចោលម្សៀតណាបានន័យថាគាត់ដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងជឿអ្វីដែលមិនមែនជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របាទគឺបីតែប្រកួតក៏មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ហើយដល់ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺបំផ្លាញគ្រប់បែបយ៉ាងទៅទាក់ទងនឹងសាសនាណាឲ្យប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់គោរពសាសនាពួកហ្នឹងគាត់មានការជឿជាក់ចាប់យ៉ាងខ្លាំងណាឈឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមានមេដឹកនាំមួយឲ្យចេះបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយដើម្បីបំផ្លាញសាសនារបស់ខ្លួនឯងបំផ្លាញជាតិរបស់ខ្លួនឯងបំផ្លាញទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងណាហើយឲ្យចេះតែធ្វើទៅកើតដែរដែលក្នុងអ្នកដឹកនាំដល់40ឆ្នាំឲ្យចេះបង្កើតរឿងព្រឹត្តិការណ៍លងងើដែលធ្វើឲ្យជាជនអ្នកចេះដឹងជាច្រើនឈឺចុកចាប់សង្កត់ឧឈាមចង់ថាកាំងបេះដូងមួយមួយដោយសារគាត់មិនអាចរឹកងើបនឹងរឿងបំរាស់នៅតំបន់ហ្នឹងបានហើយពិសេសនោះគឺនៅទូទាំងប្រទេសត្បូងដោយសារតែសំបីកលាយសំបីតាសេយ៉ាសំបីតាខមមិនហើយសំបីតែគាត់ចង់បញ្ចេញមតិថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេក៏គាត់មិនអាចបញ្ចេញមតិបានហ្នឹងគឺជារឿងឈឺចុកចាប់ដែលហ៊ុនសែនវាអាចបង្កើតក្រុមទុច្ចរិតដូចជាក្រុមលោកចាន់មនីហ្នឹងវាមានច្រើនក្រុមទៀតបាទខ្ញុំមានក្រុម Telegram បាក់20ក្រុមទៀតហើយក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនបង្កើតហ្នឹងដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរទាំងមូលបាទនេះវាជារឿងឈឺចុកចាប់ឈឺចុកចាប់សម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលគាត់មានការស្រឡាញ់ជាតិទឹកដីស្រឡាញ់មាតុភូមិស្រឡាញ់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនស្រឡាញ់ប្រវត្តិនៃប្រទេសជាតិយើងដែលមានវប្បធម៌អរិយធម៌រឿងដែលមកបំផ្លាញជំនាន់ជំនាន់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងទទួលយកបានទេហើយអ្នកខ្លះឈឺចុកចាប់បាទគាត់លើពាក្យហ្នឹងឡើងធ្វើការអ្វីលែងការទាំងអស់ខ្ញុំមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅជាប់ខ្ញុំគាត់តែខ្ញុំនិយាយរឿងប្រវត្តិហ្នឹងទៅគាត់លេចលែងពួកគាត់ទៅវល់គាត់ដោយសារគាត់ជាជំនឿខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចុកចាប់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការជាមួយគាត់ដោយសារគាត់បានឈឺចុកចាប់ពេកបាទហើយវាជារឿងដែលយើងទទួលយកបានទេជាជនយើងទទួលយកបានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសគាត់រងគំនាបណារងគំនាបមិនថាយុវជនមិនថាមនុស្សជាតិមិនថាមន្ត្រីរាជការពលករកម្មករកសិករទេត្រូវបានបពុនសាយនឹងគំរាមដល់ប្រើកងទ័ពដល់ប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាសំញែងរឹតសំញែងសំញែងអំណាចសំដែងអធិពលមហាទ្រព្យរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺគួរឲ្យជាប្រវត្តិជាខ្លាចពីគាត់ជាប្រវត្តិយើងគាត់ធម្មតាទេកាលណាមានកងកងប្រដាប់អាវុធកងទាហានអញ្ចឹងតែខ្ញុំតែគេណាយើងឲ្យតម្លៃទៅដល់ពួកគាត់ក៏គេតែគាត់ពួកគាត់ក៏គេយកមកប្រើខុសណាសួរថាពីណាមកខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនេះដើម្បីបំពេញណាគ្រប់បែបយ៉ាងទោះតែខុសច្បាប់ក៏គាត់ត្រូវតែធ្វើបកកើតព្រឹត្តិការណ៍ឡើងណាអរគុណការរបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់ចំណាយលុយណាចំណាយការគម្រាមរបស់គាត់ដើម្បីការច្បាប់គម្រាមតែចូលដើម្បីអធិបតេយ្យជាជនខ្លួនឯងមកបំផ្លាញទឹកដីជាតិរបស់ខ្លួនឯងនេះគឺជាការជឿទុកចិត្តដល់ប្រទេសតែជាបរិបទក្នុងសម័យនេះមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តមានវិបត្តិសង្គមវិបត្តិផ្លូវចិត្តតែសង្គមមិនខ្លាំងណាស់បងអរគុណដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកអូនយ៉ាងសុខឿនមានបងប្អូនយើងគាត់បានខមមិនថាលោកសំមួយប្រទេសមានចាន់នេះទេមានវាសាអាចអធិប្បាយខ្ញុំវារអូនតិចបាទលោកចាន់ប្រព័ន្ធចង់ឲ្យលោកចាន់ប្រព័ន្ធបញ្ចេញមតិយោបល់មើលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់លោកចាន់មនីដែលចង់ទៅព្រមដែរនេះលោកចាន់ប្រព័ន្ធចេញទៅបាទសូមអរគុណបាទហើយបាននឹងហេរឿងលោកច័ន្ទមនីនេះខ្ញុំគ្មានជឿជាក់តាំងពីគាត់ល្បីតាំងពីថ្មីថ្មីព្រោះយើងនឹងសកម្មភាពគាត់ហើយគាត់បានលើកឡើងថាគាត់នឹងទៅពោះក្នុងព្រៃសិទ្ធិរាប់សិបឆ្នាំអីទៅថាតំណងទៅក្នុងព្រៃអីជួបលោកអ៊ូសួងអីទៅយើងឃើញនានាដែលគាត់បានកុហកពីដើមមកហើយមានអ្នកយករូបភាពគាត់គាត់ថាគាត់នៅតែក្នុងព្រៃទេតែមានប៉ាសពឺមានប៉ាសពឺមានអីចេញទៅក្រៅប្រទេសទៅលេងនៅព្រឹត្តិការណ៍អីនោះយើងឃើញមានអ្នកតាមដានអ្នកយកផោះតាំងជាច្រើនមកបោះបានប្រចេញតែនោះតែមានអ្នកជឿខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងដែរមិនដឹងតាលោកនឹងចេះស្នេហ៍ឬមួយមិនខ្ញុំឬមួយគេខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនអ្នកដឹកនាំរឿងព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យកាត់បីទៅហើយកាត់គៀងគោដូចតែកាត់ចង់ចុះទៅភូមិណាភូមិណាស្រុកណាគឺលោកហ៊ុនសែនឲ្យគូនចៅគេគៀងគោប្រជាពលរដ្ឋឲ្យថាលោកកាន់មនីទៅចេះប្រាក់ឲ្យទៅចូលរួមទៅប្រហែលជាអញ្ចឹងព្រោះលោកឯងយើងឃើញហើយលោកសង់យើងឃើញលោកសង់ធម្មតាគ្រាន់តែគិតចេញទៅសូត្រមន្តផងនៅតែលោកហ៊ុនសែនចោតលោកចាប់ដេញចេញវិវត្តយើងឃើញលោកកន្លងមកឲ្យតែឃើញអ្នកណាព្រះអង្គណាឈឺឆ្អាលរឿងសង្គមឬទៅសូត្រមន្តអីនៅផ្ទះសកម្មជនគណៈបកអីនានាគឺមិនសូវសឹងនៅវត្តបានស្រួលទេហើយទៅចេញទៅដើរអីតាមជីដែនអញ្ចឹងឈឺឆ្អាលរឿងជីដែនរឿងព្រំដែនរឿងស្អីហ្នឹងយើងឃើញហើយកន្លងមកនេះព្រះអង្គគិតថានាំគ្នាទៅមើលបកគោព្រំដែនអីគឺត្រូវមានទោសមានភ័យគេថាបួសជាលោកហើយមិនបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងសង្គមជាតិរឿងប្រទេសជាតិអីទេទុកឲ្យតែក្រុមគេទៅហ្នឹងហើយយើងឃើញកន្លងមកគឺអញ្ចឹងបាទ
ai đực bong miên phasa pida mô chăng tha khi bơ cơ lâng mô đâm bay lục hun sen nưng kê nưng thơ ca nghi thông thông tâu kê ôi lục chăng ni bơ vẹng đan tâu nẹ cầm trô tâu đâm bay bơ vẹng đan sa cam mập hiệp để kê anumat thơ sấy mùi rưỡng ni ni chăng khơi nhờ khuyên chăng bạn pro vi miên krong kê đực bong miên phasa môn nưng chăng ai cứ kê miên krong kê miên tha pro krong lộ lê lộ ấy tê krong bỏ kho thôi chỉ chuộc ní ai dân khơi nha anh cứ chia cứ bỏ mũi ní khi bậc cất lần máu đầm bay ôi miền chân cứ đầm bay ok thơ ca nghiệp xin xin dương lai ta chấp ở rom rương kia chuộc ní rương với sóng ngay ní rương kia bậc cất rương thay thay với chia rương clay clay đầm bay dương chấp ở rom nhưng cứ miền trái nào sóc mai coi miền nào rương chân dây chả số ngay ní cứ hôm nay dương chu chặt bạn và dương đây dương tây chiết anh đây miền nào sau chu mưa dương khoai khoai thế miền nào hiên chạy lại chạy xia thế đây xa nó bỏ mới đi kiếm trong ôi phải chưa vừa đằng lư đừng chư cha đừng sự công chiết thế cái tay tay ham khơi dương chư cha đừng sự công chiết cứ ham đừng ngồi chặt cho ngay nên nên sầm lót của riêng ai nên nên dương khơi chân à chân bàn thay bỏ mới đi cứ kê chẳng anh cái trong ban là nhẹ na đôi chân mai còn cố thế na cái trong ban nhẹ ngon thử thông mấy tao mình trong ôi dương chư cha đừng sự công chiết như ngay ấy ai dân lục tàu đi chấm dứt không thà lục bỏ yun tranh vì đây mai trong nó lưu thà nâu hàng cái chạy từng tre nhảy nó cứ yun chơi na bạn dân ban sơ bóng ôn mai dân để nâu chỉ để nó gật tranh tay ho thứ môi cái ban chan rồi dây lên cho bôi dân kha kha để gật gặp ta gần sau hiền xì để yun chơi na cái kha có hiền dây tàu cái kha hiền dây có gật ban chan một cặp của miên tha sọc ngày nên dây ấy miên ban đây hiền là dương từ miên bành hà miên dương ấy cho môi yun ấy để một nô rô xì lơ từ đây dương nưng hay được dương sang phải tiêm đây ấy niên niên nưng cứ ăn ăn dương mình ai cho chia ấy bộ kế tiếp được sạc xe cái thống là của yun sẽ đặt xe thống khi mà nô lơ từ đây sẽ tham gia nưng sẽ đặt xe cái thống thống mà chẳng tham gia dương nô tập công cái là hốt chẳng nữa trong số miên vẫn đang số mặc quần bà mong anh dây to bạn bà đời xa xong tôi đời xa khang khi mà xe va vì dạp ít bà hành chân xong chung tôi lúc ôn sức khuyên mà đo lúc ôn sức khuyên bẹp con nàng ba nhà hà ni đá ta lúc ôn sức khuyên cất tha ở cái chiếc phô rốt riêng cú tại chưa chạy lư lúc chăn một ní rư có cú ta phải chiếc phô rốt riêng chạm ở rộng phép con đằng quanh hà tức đây bỏ riêng đại hôn danh của công ta tại bóng cát ở miên là cái cổng rung CLV ạc vọt đầy cao nâng được đàn kết mặt tâm trình ba biệt là giật mày chạy lên bằng chương đấy chiếc phô rốt riêng cú tại chạy rương là tết chiết rương tây tây rương là đại lộ phong mô đó nhưng mà tết chiết là tết này thì cô ta bó xanh thì dương từ do chất tập lương được chăm lên cái kiểu tập lương là tập giáo tế cái kiểu là những tập mà cái kiểu tập là cái điểm trọng của cái này cho lúc dương sơn hay cái kiểu tây riêng và chỉ tôi mới đại quạt ở miền trị kiểu phát khác quạt ở ban ở vô đăng ký tập phương chơi chết tôi đã quạt ở miền trị kiểu phát khác thì mới là bó xanh kia kiểu phổ rắc quạt ở miền là tập hiệp miền trị kiểu tâm tay ở ជាភាពយឺមយឺមសានភាពទៅយើងឃើញរូបតែវីដេអូបង្ហាញហ្នឹងគឺគាត់តែគាត់តែពីអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនដែរគាត់យឺមមើលគឺតាក់ទងសុខភាពគាត់ចំណីអាហារគាត់សាច់ឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានការស្លេកខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងមូលហេតុអីនេះយើងឃើញបញ្ជាក់ពីការដឹកនាំបើសិនជាយើងឃើញថាអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងណាចូលរួមគ្រប់គ្រងលោកចាន់មនីយោហ្នឹងមានប្រវត្តិគោមានទំនុយស្បែកជើងប៊ូដូចជាលោកហ៊ុនសែនតែនិយាយថ
lúc con trai được đại thế quê để dương mưa được sang phía chiều chúng đấy coi dương tăng thà pi sang là phía này nhận được lòng cái cao là siết bản coi dương mưa cố xa lúc con trai mới ngô cứ thà pi phía này là bọc lô con trai không của xa bọc lô nó cứ miền phía cứ ha từ bố bay tay dương từ mưa phía chiều chúng này rong ru thôi đại lúc trăng này tới nó cứ quạt ở miền là sạch chiêm xoay slang nó thôi và dương vậy tới mình bán là nhận cọc cọc quân từ kia này không ở phía tây không nó sạch chiêm á và đây thanh chân quạt ở chỗ này ha ha không cho quạt mình cho tụi ban là quan hay là ca nơi cũng liệu vẽ nó cứ là xong rồi thì chẳng lại nắng cứ dừng mưa tiếp đi tiếp phát khát này giờ tình cảm chị ban kẹp sâu nhé chẳng ca sầm tay còn lúc con trai đấy tại lúc con trai chưa nhận đi quân toán nó còn của ban là chưa mình ban mưa tầm thấy quạt cái tầm mưa của xa quạt thật
sống đáy mà xong hay xa thao gì thì mình đưa đại viên là chi dục hiếp chi chôn đại viên là phục lúc ác dơ chưa mê riêng ta mà hỏi tại đọc phí tới người bị chi chôn thân là phiếp nó cứ nghiêng cạc và khát để làm trên lại hơi đây dương khuyên là nét thì cô nét thì cô nét chứ nguyên chúng mình và khát chẳng trên tụi nghe tiết chiến bọc mai hỏi giờ lại những dương cũng chắc rõ mấy sắc và công nè phải chọc nơi ca chắc rõ từ lưu lục chân này tới sân chỉ dương nơi ca chưa từ lưu lục chân này tiết thu hồi tiết chiến dương nâng bị hành thao thì cô vì nát ở tháng này nét này nguyên thôn phiên không bây tập chiến chung nơi trong một tế mà nhằm thật kéo tế dương chưa chạy thật quát bạc đăng chơi chạy chiến nhạc trong một tế của tay nè trong một tế đăng chừng dương nó ngay được tiết tay quát mình hiên chân tao để lúc con sai do tu ông sầm đáy nó kìa nét tay cro tu nét về tận nia nét đại mình tam tam thì vô bái nó tới châu luôn chừng môi ở lúc con sai lúc chân mình đi này chân lại như hơi dân kia lúc con sai nó cứ từ chiều mình lên môi đại do và sắc thiết do từ sầm đáy như riêng nhưng mà là chưa chung quan nó quan tục chỉ sắc thiết do từ sầm đáy nhưng với sân với quan cha tục thà với tây quan ô quan cu ta ao nhận từ sầm đáy nhận từ châu luôn nó miền ai cũng tham xóm rôm nó miền là sạch chiêm nó sọc la nó sầm đáy coi xóm đi kinh năng đi đại tại sầm đáy nó bị xóm nó chân kiều đó tại sầm đáy nó cứ quan với dương dễ thắt cro cũng rất cro cũng rất mui cũng rất phi cũng rất bấy còn giờ tôi cũng đại năng ta chẳng nói lại năng cứ dương tức ha ca đại lục con sai là phơi phơi nấy cứ cho anh ta anh ấy thôi giờ cứ chỉ ca khác là giáo chẳng buồn phê chết mười đại đại phê chết dương ở công tài tới ban là phê tới mười nghe mình tha phê ná đây cứ dương chúng ta lưu phê Việt Nam tại đó cứ mười nghe giờ tiệt mày hỏi chỉ chôn Việt Nam cô mười nghe giờ tha nó mong dưới này ở xa Việt tức ha viên quy sau được từ viên cho nó việt cho ông về tha việt đại cũng quay về trong hội sùng đại hào hào bởi sân diệp chia chung Việt Nam nâng sự bãi chặt vận tay bởi dương trong đang như suy chia chung lại mình chia chung lại cũng quát mình trang ao giờ cam bởi chia được không cùng đúng CLV nó tê thì cũng luôn lái việt long thu muốn chuyển mui nâng à Việt Nam đôi thao để bỏ luôn mình đuôi có vận tay bởi chia cam bởi chia dương long thu muốn chuyển mui nâng cùng đúng CLV nó tiếp về chờ rương thảm mạnh thì cũng không ban chỉ khu bởi biết không flop đằng nè đại tiệm tôm từ nâng ở rót mình tay học rung bảo rút bảo lái mà cầm tiền nó có ban prap từ khu khu prap từ thiên một tí xây xây nơi cầm tiền này quạt prap chưa sẵn ngã cái này mình nên quạt nghỉ dây dòng luôn ghế đây quạt ghế tha cầm được chia ghế đó căng tăng được chạm đọc sang muốn mày cầm được chia tự nhiên tầm nàng chuyện lai rồi xa cầm được chia ai nơi nghiên ca phải chân mặt tay dụng bò ban tôi ca nghe tại quần ai có bàn tay nơi tay lái mình ai chơi mình ai chẳng thừa vậy thì tôi đây được kia xa thì nuôi dụng chân có bàn tay nhưng nơi là cũng rốn nghe cũng rốn cái châu đó là cái chân cả na thì quạt nữa còn tay cao nữa dương trong phương ở bầy muối dương thời ta xua chuôn ta xua lan nó thật thái dương áp thì quạt ban dương phương ban được à chấn mình nó có tên dương muối dương nghiên ai cả riêng muối tay đầu tiên dương áp thì quạt ai muối dương phương ở bầy muối dương riêng trong dương dương thực thời ta xua kê là xong dục qua và kê chấn lại nó hói tay trong trong thì vậy thay dương bắt băng nó ai cả riêng chiết bắt băng áp thấp tay chiết bắt băng tức đây bắt băng à tay chân áp còn xanh xanh này thật phương chấn mình nghiên tăng phi ở phương dương trong phương ta tha ba dương trong phương p dương trong đặt một lực ở lịch để tiên chứ còn dương trong phương là riêng dương thời ta khơi ta xua dương sân thành ta dương thứ ba được hỏi cái sân mũi chiến rồi cứ dương trong thứ ba là dương thành thật sông sầm nào vì dương nó thứ ba này hỏi nick trong trong ba ba ca vì chỉ riêng chỉ trong thành đặc cam vì chỉ dương nhé đại chỉ vật tích ai cả riêng đại vật tích ở cái khu vực của Moscow đại kia ở vật tích trung bình một khu vực rồi kia đại ấy cái chui tay đại chui nó thì ngồi mà phơi tay tạo đôi chơi tay đầu kia luôn con sái tay chỉ dương còn luôn dương vật tích dương ai còn luôn nó sẽ đại thì mùi dương hỏi kia đại thứ ấy được sông dương à thứ ba được hỏi à nó thì trong trong vậy chân áp thì quát ban được hỏi chân vì chỉ riêng chui chục trăm chân chưa có mai dương nhé trong trong vậy ta mình nên tại khi ông tê nơi không một tên nơi cài một tên nó từ quát vô chắc mắt nó phi ở quay đại không sang phư hơi nâng phi ở quay đại khi chiến tranh bắt bóng được ngay là có một tay con ha dương mình ai to to thì muốn là cùng lăng tại thiên cùng lăng cùng đạo ở quốc đại ở quát nguyên tiếp ở cùng nhây cái cùng riêng mình ha mai để tôi bay tại Việt Nam phi đại chiến tranh trong phơi phát cam được trong một tên được cài một tên nước Việt Nam thì ban trở lại to thì tôi ban cùng tay rất ban cùng tay tôi quát luôn chặt lăng là mấy cùng riêng một to là thì chiến tranh mai dương chẳng lại nữa thì cái ao lơ bị cục lục hơi ha cam bị chia nó cứ nước cao mà nó cũng được bọc Việt Nam bất bọc men hao vậy ca đại Việt Nam cứ đấy cứ không cứ một nhóm trong rất tốt cho tiên tiên cam chia là bên này ở khu vực cam đại bây kỳ dọc lại khá kê một cà phê phải chia bọc kê kê một cà phê trong thôn kê một cà phê ở đây xong tiền bọc kê chẳng lại nấy cứ chia riêng là thao tiền mua thì của cái này cái châu mà bất chẳng ăn cá sạp thì chết thử ở tóc dây riêng mình men lươn tôi giờ vậy đại Việt Nam cứ để Việt Nam cứ bị lươn chiếc ăn cá sạp chết thử vì của ăn cá sạp chết thì thử ca tổng lại nè có tên mà hàm là chẳng pram ở bọc kê đang mà nói cái số tiền này lơ ở cái cục độ nâng đặc biệt ở châu tôi cầm chìa trên Việt Nam tôi nó bị một khoan cầm chìa môn do khi là cái châu máu cứ khi mình ai đang thà mùi nạc mai mùi nạc Việt Nam mà có tiền mà đi tôm cái gì ai hơn là nghiên cứu trên được tiếp tục ở đây dương mình nét nét người ta khi chụp chắp chặt lăng còn căn là tôi coi là rong tôi chặt bao dương nữa cứ dương ở miền nghe gì bị tọt slot của người ta nhớ cả một số một tuần.